xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Hai Đường Phố. Và lời đầu tiên Thái xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn mình có một buổi tối vui vẻ, hay bên gia đình. Hôm nay Thái đang có mặt tại tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên và được địa chỉ cụ thể là Đại lộ Lê Lợi, để hôm nay có thể cập nhật những hình ảnh mới nhất gửi tới tất cả cô chú anh chị các bạn về quá trình thay đổi của công trình này, cũng như là tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên phía đường Hàm Nghi giao nhau với Đại lộ Lê Lợi nhá. Thì hôm nay mọi người đã nhìn thấy là cái nhà chờ xe buýt ở đường Đại lộ Lê Lợi, và phía bên kia thì cũng có một cái nhà chờ xe buýt cũng mới dựng lên rất là đẹp ở phía bên đầu đường bên đây mọi người. Để Hải zoom gần cho mọi người cùng xem. Ở đây ạ. Thì mấy hôm nay thì Hải cũng để ý không thấy, nhưng mà đến hôm nay mới thấy và có thợ đang tiến hành làm ở khu vực này đây. Đang lắp biển, chắc để chạy biển thông báo, biển LED đấy. Thì hôm nay thời tiết Sài Gòn này mà nó cũng không mưa, may quá. Thì mấy ngày hôm nay thì ở dưới ở chỗ nhà bè quận 7 thì nó hay bị thủy triều ngập, thì cô chú anh chị mình xem một số kênh thì cũng đã thấy rồi. Thì nếu mà cuối tuần này hay rảnh thì hãy sẽ xuống bên dưới đấy quay cho mọi người cùng xem nha. Mời tất cả cô chú anh chị mình tiếp tục đi ạ. Thì ngày hôm nay cái đoạn đường còn lại có Đại lộ Lê Lợi ra đã tiến hành làm ở khu vực này đó mọi người. Máy xúc đang đào và xe đang chở vật liệu xây dựng mang đi chỗ khác được. Thì hôm nay đi buổi chiều khu vực này thì nó ngược nắng, nó không được đẹp giống như buổi sáng mọi người, nên mọi người xem tạm nhé. Lên phía bên trên đây quay cho mọi người xem.
Và video đến đây cũng khá là dài rồi nên Hải xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn mình đã đón xem đến cuối video. Và cũng như thường lệ thì mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và chuông thông báo để cập nhật những hình ảnh mới nhất về quá trình xây dựng của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.